Alaska trong câu chuyện Đi tìm Alaska không phải là tên của một vùng đất đầy lạnh lẽo như mọi người vẫn thường nghe, mà đó là tên của một người con gái xinh đẹp, Alaska Jung, với trái tim trẻ gây sự khó hiểu. Cuốn sách là một câu chuyện tình yêu, tình bạn buồn của lứa tuổi học sinh giữa hai nhân vật Miles Hunter và Alaska Jung. Miles Hunter là một anh chàng khá gỗi bình thường nhưng lại có sở thích ghi nhớ lời trang trối của những danh nhân. Cuộc đời cậu là những chuỗi ngày buồn tẻ cho đến khi cậu chuyển trường và gặp cô nàng Alaska Jung. Với những trò nghịch ngợm, đầy tính khám phá cùng những người bạn mới dường như đã kéo Miles đến những gam màu sáng hơn. Và nhờ đó, anh chàng đã hiểu hơn cô bạn Alaska của mình. Bên ngoài cô nàng là người vui vẻ, có chút bốc đồng, nhưng bên trong Alaska là một sự dày dứt, đau đớn tột cùng khi luôn cho rằng mình chính là nguyên nhân dẫn tới cái chết của mẹ lúc còn bé. Cô nàng vẫn luôn đi tìm cho mình câu trả lời cho câu hỏi làm thế nào để thoát khỏi mê hồn trận, để giải thoát bản thân ra khỏi những chuỗi ngày dày dứt đó. Và rồi cô nàng chọn cho mình một cái chết nhanh chóng, không báo trước như để kết thúc mọi chuyện. Sự ra đi của Alaska đã để lại một mối tình dang dở giữa cô và Miles. Cũng chính cái chết của Alaska lại đẩy những người bạn ở lại đến những mê hồn trận khác. Vậy câu trả lời của Miles và những người bạn đó cho cách giải thoát khỏi mê hồn trận là gì? Hãy cùng nhau tìm câu trả lời đó trong cuốn sách Đi tìm Alaska của nhà văn John Green. Sách đang có mặt tại Thư viện Đại học Tôn Đức Thắng.